xin chào các bạn hôm nay mình sẽ vào kiểm tra số giờ xem kênh youtube của mình bằng cái điện thoại của mình đầu tiên chúng ta vào trình uh, duyệt zoom mình hay đọc là zoom đó thì mình cũng không uh, rõ lắm sau đó chúng ta sẽ nhập uh, youtube vào cái phần nhập uh, địa chỉ uh, web rồi thanh nhập địa chỉ web rồi chúng ta ghi rõ youtube.com Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã vào được à uh, trang YouTube dành cho máy tính trên thiết bị di động. À chúng ta phải vào cái này thì uh, chúng ta mới có uh, thể có được đầy đủ các cái tùy chọn giống như ở trên máy tính á là xem số tờ xem rồi báo cáo tương tác à uh, số người đăng ký vân vân. Đó, ở phía góc bên uh, cái, uh, trái màn hình có cái uh, ba đạch, này, nè, có cái hình ba đạch Nó tích vào đó sau đó chúng ta sẽ vào, ôi trời, nó biến mất, là tích lại Sau đó chúng ta sẽ tích vào kênh của tôi. Ok ok vậy là chúng ta đã vào được kênh của chúng ta rồi. Sau đó chúng ta sẽ vào trình quản lý video. Đây này, cái cái cái, cái 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 phía bên tay trái một chút này, góc trên màn hình. trình quản lý video. rồi sau khi vào được trình quản lý video, chúng ta tìm phần analytics ở phía bên Tây trái trái um, trái màn hình ạ ở, có cái này chúng ta kéo hình tìm cái anonimative chúng ta vào phần này đây là phần anonimative uh, tổng quan để xem uh, thời gian xem kênh youtube của chúng ta được uh, bao nhiêu đó từ khi thành lập kênh đến giờ đó, chúng ta vào báo cáo thời gian xem và đây có phần thời gian xem ở phía dưới một chút cũng ở phía bên tay trái đang tải đây là nó báo cáo theo 28 ngày cuối cùng để xem được uh, toàn thời gian chúng ta tích vào cái phần kiểu bên là uh, này về bên góc phải màn hình một chút ạ. có 28, mình tích vào mũi tên phía dưới này Đó, nó, nó chuyển sang uh, toàn thời gian ok vậy là được vậy là chuyển sang uh, toàn thời gian để báo cáo theo toàn thời gian đây, thời gian xem tính theo phút thời gian xem của mình là khoảng uh, 11.000 863 phút. Là nó khoảng vào tầm này là chia cho 60. Ờ mình cũng đã nắm là hôm trước mình chia thử nó khoảng được khoảng à gần 200 giờ xem. À cái ngủ mình thành lập vào tháng 4 năm 18, đến nay là tháng 12 rồi. Tức là xem nào, ổn rồi quá. mình cứ toán qua. Từ tháng 4 đến tháng 12 là tháng 4 đến tháng 12 là 6 tháng. Mệt 8 tháng rồi, gần 1 năm. Và được 200 giờ xem. Yeah. mà là một con số nhỏ bé so với bốn nghìn đó mọi người cũng có thể xem số người đăng ký rồi nguồn lưu lượng truy cập lên thiết bị nào truy cập vào kênh youtube của chúng ta. Vâng rồi xem cái số nhận xét ghi chú vân ở phía góc bên đó cái màn hình này có rồi. rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh mình nhé để chúng ta vào này thì tùy các trình truyện nó khác nhau một xíu nói chung là chúng ta sẽ làm cái nào đó để chuyển hướng sang trang web dành cho máy tính ngay trên thiết bị di động này chúng ta có thể vào để xem được. Này, chúng ta không thể thường xuyên ôm cái máy tính được để vào điện thoại này nó tiện hơn. Đó.